Thì má có quá nhiều file rác trong ổ cứng. Thì phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao. Mà file này file gì tùm lum tà la vậy ta? Xóa. Xóa. No no no. Nguy to. Cách này mới chuẩn nè. Các bạn chọn vào file Explorer, chọn Disk PC, lấy chuột phải vào ổ C, chọn Property, chọn tiếp vào mục này. Tới đây thì các bạn sẽ chọn xóa tất cả những thứ không cần thiết đi. Để dọn dẹp sâu hơn, các bạn chọn vào Linux System File. Ok, vậy là xong. Được. Hào hán. Hào hán.